Yamaha trình làng X-Mark 400 2018 với kiểu dáng và tính năng mới. Yamaha vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe X-Mark 400 với những cải tiến ở thiết kế và tính năng lái. Về kiểu dáng, Yamaha X-Mark 400 2018 được lấy cảm hứng thiết kế từ người anh em X-Mark 300 với các chi tiết tạo hình góc cạnh hơn, đèn pha kép. Cả đèn hậu và đèn pha đều được trang bị công nghệ LED. Yên xe của X-Mark 400 2018 cũng được tái thiết kế với chỗ ngồi cho người lái và hành khách phía sau riêng biệt, tạo ra sự thoải mái. Kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh tùy ý của người dùng. Tân binh này thì được trang bị màn hình LCD, cung cấp đa thông tin cho người lái. Ngoài ra còn có thêm một cái ổ cắm 12V dùng để sạc cho các thiết bị điện tử. Dưới yên xe thì Yamaha X-Mark 400 2018 có ngăn chứa đồ có thể đựng được 2 mũ bảo hiểm hoặc một túi sách cỡ A4. Người dùng có thể dễ dàng lấy hoặc bỏ đồ vào cốp xe vào ban đêm với sự hỗ trợ của một bóng đèn chiếu sáng. Cung cấp năng lượng cho Yamaha X-Mark 400 2018 là khối động cơ 400cc đạt chuẩn khí thải Euro 4. Theo nhà sản xuất thì động cơ này không chỉ mạnh mẽ, giúp những chiếc xe dễ dàng vượt qua những xe phía trước mà còn có thể là tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu. Không như vậy, đây còn là mẫu xe tay ga mang lại cảm giác phấn khích. Trước hết thì X-Mark 400 2018 còn được Yamaha trang bị phanh đĩa kép kèm ABS ở bên trước. Hệ thống phanh đỗ xe giúp việc dừng xe trên các mặt đường dốc trơn được an toàn hơn. Hệ thống khởi động không cần chìa khóa. Ngoài ra còn có rất nhiều phụ kiện chính hãng để khách hàng cá nhân hóa chiếc xe của mình. Yamaha X-Mark 400 2018 sẽ được bắt đầu bán ra từ tháng 8 năm 2017 tới, và giá thì hiện chưa được công bố. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Top Xe. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.